Trời đã tối rồi và bây giờ tiếp tục nói anh nhá. Hôm nay mình cõng nhiều quá, chùn hết chân rồi. Bây giờ sẽ là bạn nữ tiếp theo đi, xong bạn tây thì em bạn nữ tiếp theo nhá. Có một cô gái đang ngồi đây và chúng ta hãy xem có anh có thành công không nhá. Ủa, một bạn nữ rất xinh xắn. Không biết là ngoài anh có thành công với bạn nữ hay không. Bạn nữ đang có vẻ ánh mắt rất là kỳ lạ. Có vẻ bạn nữ đang rất là ngạc nhiên và bối rối, bạn không hiểu là sẽ làm gì đây. Không biết chơi bóng, vẫn chơi được. Không cần chơi bóng cũng chơi được, em ạ. Rồi. Anh sẽ cong em và tâng bóng. Nếu mà anh tâng được 20 quả. Ngoan nói là nếu anh tâng được 20 quả và có bạn ở trên lưng thì bạn Ngoan sẽ chiến thắng. Nếu mà anh thua thì anh sẽ chấp nhận một hình phạt đấy của em. Và nếu mà anh thắng thì anh sẽ hình phạt em một cái gì đó. Đơn giản thôi. Đơn giản. Thế nhớ, lúc anh nhớ anh tâng bóng rồi sao? Em ơi, cõng một người nặng mấy chục cân như em là không hề đơn giản đâu. Nó là một cái chuyện mà vô cùng khó. Có thể nói là kiểu Bùi Tiến Dũng hay là Quang Hải chắc làm được đâu. Nếu mà em thua thì em làm bí mật nhưng mà rất đơn giản. Đó sẽ là một hình phạt bí mật nhưng mà chắc chắn em làm được. Rất đơn giản. Không phải là hôn hiếp các cái không. Không ôm hôn, không ôm, không ôm. Không ôm hôn nhá. Không ôm hôn, rồi. Không ôm hôn. Rồi. Bạn ấy đã đồng ý rồi. Và bây giờ sẽ là thử thách của Hoàng Anh. Chúng ta hãy cùng xem Hoàng Anh sẽ tâng được bao nhiêu quả với bạn nữ của chúng ta. Một cô gái rất là xinh xắn. Em sinh ra năm bao nhiêu? Dạ. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em 19. Em 19, rồi. Em hơn 18. Rồi, ok, thế là không vấn đề gì cả. Rồi, bây giờ sẽ là nhiệm vụ của Hoàng Anh. Đúng rồi, bạn sẽ ngồi lên Hoàng Anh. Rồi, và Hoàng Anh sẽ cõng bạn nữ. Wow, rất khó khăn đấy. Chúng tôi không biết là Hoàng Anh sẽ làm được không. Em bao nhiêu cân? Em 48 cân. Rồi, bắt đầu Hoàng Anh nhá. Bắt đầu. Anh giả vờ đấy. Rồi, bắt đầu. Rồi, bắt đầu nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. À, đừng ngư, tại sao lại đừng, tại sao lại đừng. Tại sao lại là đừng? Tại sao lại đừng? Bạn nữ chê mặt rồi. Có vẻ bạn hấp dẫn sốc. Cảm giác thì sao? Đi. Anh tập nhiều rồi đúng không? Anh chưa tập bao giờ đâu. Bạn rất mệt này, em nhìn thấy không? Có một cái hình khó khăn đúng không? Rất là khó khăn chứ không phải đơn giản. Đúng rồi. Em 48 cân nhưng mà có đúng không? Đâu hay... Tập luyện rồi. Chưa, cái này là chắc chắn là chưa bao giờ. Em đã thấy ai đã làm như vậy bao giờ chưa? Đúng rồi, đúng không? Chết gó đúng không? Chính là anh chưa bao giờ. Ok. Vậy bây giờ sẽ làm hình phạt này các bạn. Anh đã là người thắng cuộc. Thì sẽ có một hình phạt cho bạn ấy. Rồi, chúng ta đứng ngay chỗ này cho giữa cho sáng nhé. Rồi. Em đứng gần ra phía trước này cho sáng này. Ok. Rồi, bây giờ sẽ là hình phạt. Bây giờ các bạn muốn phạt gì đấy? Hình phạt. Một hình phạt rất là đơn giản đi. Hình phạt gì bây giờ? Hãy bí mật hình phạt của chúng ta. À, ok, thế thì quay bóng đi. Một hình phạt quay bóng. Cho em một cái... Không, chúng ta hãy những hình phạt thú vị hơn đi. Chúng ta hãy xem mà hãy có bạn đi nhảy một đoạn đi, nhảy một điệu gì đấy thì là không biết nhảy. Không biết nhảy. Ăn mặc đúng kiểu dân nhảy mà lại không biết nhảy. Thật sự không biết nhảy. Không biết nhảy. Quay bóng thì không. Hãy nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Vậy thì hãy nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Ok. Rồi. Thì em hãy làm theo anh. Em hãy nhắm mắt lại và coi như tất cả mọi người rất bình thường. Và anh sẽ đếm từ 1 đến 10. Và đây là một bãi biển thì rất là thoải mái, rất đẹp. Chúng ta sẽ đếm từ 10 đến số 1. Thư giãn, nhắm mắt thư giãn. Sau đó thì anh sẽ đếm từ 10 đến 1 thì món quà này tự nhiên. Khi đến 1 chúng ta sẽ có một phần quà cho em, bất ngờ. Nghĩ đến biển là sẽ có biển vào đầu. Thế một phần quà bất ngờ cho em, rơi từ 1. Rồi, bắt đầu nhá. Rồi, bắt đầu. Không, rất đơn giản. Thế là không chôn gì cả. Em làm giống anh. Rồi, nhắm mắt vào. Có các bạn em đấy đúng không? Rồi, yên tâm nhá. Nhắm mắt lại. Đây là một bãi biển. Rồi. Bắt đầu nào. Bén tóc rồi, bắt đầu nghi ngờ. Không cần bén tóc. Rồi. Nhắm mắt lại nào. Bắt đầu đếm nhá. À, bén tóc rồi. Cùng đếm này. 10 9 8 7 6 5 4 3. Như vậy là bạn vẫn bị lừa. Cảm giác bạn bây giờ là sao? Không bảo không hôn gì mà. Đây là kiss, đây là kiss không phải là hôn. Đừng buồn nhé, cảm ơn bạn rất nhiều. Bên bạn chôn chúng mình nhiều quá, chúng mình chôn lại thôi. Đừng buồn nhá.